khác so với biết lấy vợ kém hơn nhiều tuổi. Lý Hải viên mãn, Công Ninh thương tính sợ già mà con vẫn còn thơ. Từng có khoảng thời gian, Công Ninh đã bất chấp sự chê cười của người đời để cưới người vợ kém hơn 22 tuổi. Dù chênh lệch tuổi tác, nhưng ông vẫn cảm thấy cuộc sống vợ chồng êm đềm và hạnh phúc. Đến khi ở tuổi 53, nam diễn viên mới có con gái đầu lòng. Cảm thấy mình không còn nhiều thời gian chăm sóc cho vợ con, nên với Công Ninh, mỗi ngày trôi qua đều là cuộc chạy đua cùng thời gian. Ông đã cố gắng tích góp tiền cho gia đình, để khi trách nhiệm với vợ con hoàn tất, sẽ chủ động xin chuyển vào viện dưỡng lão để không làm ảnh hưởng đến người mình yêu thương. Thương Tính sinh năm 1956, từng thành công ở sân khấu cải lương, sau đó lấn sân sang điện ảnh và trở thành át chủ bài của làng phim ảnh, kịch nghệ miền Nam thời bấy giờ. Mặc dù thành công trong sự nghiệp, nhưng đường tình duyên của ông lại lận đận. Trải qua nhiều cuộc tình và những lần hôn nhân thất bại, cuối cùng ông đã quyết định kết hôn với người vợ kém 32 tuổi. Cộng với quá khứ từng sống buông thả, nên giờ đây Thương Tính gần như kiệt quệ về tài chính. Ông vẫn phải chạy xe máy đi quay phim ở địa điểm cách nhà cả trăm cây số, dù đã ở cái tuổi ngoài 60. Cả gia đình ba người phải sống trong một căn nhà trọ cũ kỹ, chỉ vỏn vẹn 20m2 ở Sài Gòn. Giờ đây khi đã già yếu, mắt kém tay run, nam diễn viên vẫn khao khát được đi đóng phim để có tiền nuôi cho cô con gái nhỏ. Lý Hải là một nghệ sĩ tài năng của showbiz Việt khi thành công ở cả ba vai trò, ca sĩ, diễn viên và đạo diễn. Sau khi kết hôn với Minh Hà, người vợ kém anh 16 tuổi vào năm 2010, cặp đôi này ngày càng chứng minh được sức ảnh hưởng và quyền lực của mình trong làng giải trí. Sau khi kết hôn, họ lần lượt chào đón thêm 4 thành viên nhí vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Cuộc sống hôn nhân của họ cũng êm đềm, viên mãn khi người vợ trẻ luôn cùng chồng vượt qua khó khăn và ủng hộ anh theo đuổi con đường sự nghiệp của mình. Mặc dù nhỏ tuổi hơn, nhưng Minh Hà là người phụ nữ đảm đang, quán xuyến gia đình rất tốt. Cô sẵn sàng cất tấm bằng thạc sĩ nước ngoài để trở về làm hậu phương cho chồng. Chính vì thế mà sự nghiệp của anh ngày càng thăng tiến, năm nào cũng cho ra mắt những tác phẩm điện ảnh doanh thu trăm tỷ. Năm 2013, nhạc sĩ Đức Huy đã khiến khán giả bất ngờ khi kết hôn với người vợ kém ông 44 tuổi. Vợ của ông, Huỳnh Thư, từng là fan của nam nghệ sĩ này. Trước khi kết hôn, họ đã có thời gian hẹn hò 3 năm. Người vợ của Đức Huy cho biết cô bị thu hút bởi vẻ lãng mạn của nam nghệ sĩ. Ngày nào ông cũng dành thời gian để nấu món ăn vợ thích, dành cho vợ nụ hôn vào trước khi ngủ, sau khi thức dậy. Hiện tại, họ đã có một bé trai và một bé gái. Sự cảm thông, tôn trọng và trân quý chính là chìa khóa để cặp đôi này xóa nhòa khoảng cách tuổi tác, hạnh phúc bên nhau. Đều lấy vợ kém hơn nhiều tuổi, nhưng mỗi nam nghệ sĩ lại cho mình cách riêng để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Còn bạn, bạn nghĩ sao về cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác này của họ? Hãy cùng để lại bình luận bên dưới nhé! Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.